Chào mừng tất cả quý vị tới với Việt Vietnam Show 2024 tại gian phẩm của THIÊN HÀ AUDIO và quý vị sẽ cùng với Hải Sơn khám phá một trong hai bộ dàn mà THIÊN HÀ AUDIO trình diễn trong sự kiện này. Đôi loa được sử dụng là loa ASSET L1 đến từ Đan Mạch. Nó chỉ có mức giá khoảng 3.000 đô la so với rất nhiều các thiết bị ngoài kia thì đây chỉ là một đôi loa có mức giá thuộc hàng thấp nhất trong triển lãm Việt Nam Hand Show 2024 này. Nhưng nhờ vào âm ly và nhờ vào những thứ mà Hải Sơn sẽ giới thiệu ở phần sau nó đã trở thành một bộ dàn trình diễn khán tượng và có rất nhiều khách tham quan đã dành lời khen ngợi cho bộ dàn này. Đây là loại Asset 1 kết cấu sẽ sử dụng là hai đường tiếng, loa chép ribbon dùng vật liệu là captain, loa offer 4,5 inch dùng vật liệu là sợi aramid hình dạng tổ ong và hai lớp trên và dưới là phủ carbon. Phía mặt trước này là một cái plate, nó có tác dụng làm khuếch tán âm thanh đi chi tiết và xa và nó sẽ được kèm theo một cái bộ chân Bộ chân này sẽ được bán rời với mức giá là 1.200 đô la Nó giúp cho loa này được hoạt động một cách ổn định Với một độ cao rất phù hợp để chúng ta ngồi thưởng thức âm nhạc Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với chiếc âm ly Và không có gì tuyệt vời hơn khi chúng ta sử dụng âm ly Asset để phối ghép với loa Asset Đây là chiếc Asset Forte 3 là sản phẩm cao cấp nhất trong series 1, 2, 3 Nó có mức công suất chạy mạch Class D là 100W x 2 đánh ra trở kháng 8 ôm và được hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ và rất đẹp mắt với màn hình dạng Magic Dot Line ở phía đằng trước giúp cho chúng ta có thể ngồi cách xa 3-4 mét mà vẫn nhìn rõ thông tin về nghệ sĩ biểu diễn và tên bài hát được trình bày. Chiếc âm ly này là một sản phẩm rất tiện dụng all in one chúng ta có thể stream nhạc kỹ thuật số à, thẳng từ các dịch vụ hỗ trợ nhạc trực tuyến vào chiếc máy này. Chúng ta cũng có thể kết nối mâm điện than đầu CD và bên trong này thì sẽ có mạch giải mã DAC 1 bit giúp cho âm thanh trở nên trong trẻo và chi tiết hơn nó thực sự là một sản phẩm rất hoàn hảo để phối ghép với những đôi loa Asset. Ngoài nguồn phát nhạc số là chủ yếu thì Thiên Audio còn sử dụng thêm mâm đĩa than để demo trình diễn cho khách nghe. Ở trên hình quý vị đang nhìn thấy là mâm đĩa than đến từ Clear Audio. Đây là một sản phẩm rất đặc biệt có tên là Meola Edison, được phát hành chỉ 1.000 chiếc trên toàn thế giới và Thiên Audio đã giới thiệu hai chiếc đầu tiên. Với chiếc này nó sẽ có màu đen và đánh số thứ tự là 2 trên 1.000 và một phiên bản nữa màu gỗ sáng màu. À, sẽ có cái số thứ tự là 18 trên 1 nghìn và ngay trong triển lãm này thì đã có một khách chốt một bộ này rồi và cái mâm đĩa than này thì nó được làm mô phỏng theo hình dáng của một cây guitar điện quả là một sản phẩm rất độc đáo khi bày ở trong phòng mặc dù đôi loa Asset L1 là một đôi loa bookshelf cho âm thanh rất là chi tiết và sống động nhưng nó không thể đủ tiếng trầm để trình diễn trong một cái gian phòng lớn như vậy được. Nhờ đó mà những chiếc subwoofer này sẽ phát huy tác dụng. Và trên hình quý vị đang được nhìn thấy Thiên nào điều đã sử dụng lên tới 4 chiếc loa subwoofer Đó là sub Rail Special Carbon, một trong những sản phẩm cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu Rail được mệnh danh là vua của loa subwoofer Với hệ thống sử dụng 4 subwoofer này thì chúng tôi sẽ cắt cái giải tần của subwoofer nó nối liền với cái giải tần trầm mà cái loa bút xeo này nó có thể xuống được tại căn phòng và để những cái tần số cắt hợp lý là từ khoảng 57,5 hz trở xuống và chúng ta sẽ gain mỗi cái chiếc subwoofer này chỉ nhích một chút âm lượng thôi nhờ đó mà nó có thể tạo ra một cái màn trình diễn êm sâu và cực kỳ đậm đà nâng tầm rất nhiều cho đôi loa Asset L1 và mặc dù đây chỉ là một bộ dàn âm thanh nhỏ một bộ dàn âm thanh phụ ở trong gian phòng chính này nhưng đã thu hút rất nhiều khách tham quan đến quan tâm và nghe thử hệ thống. Quý vị hãy tới showroom của Thiên Hà Audio ở số 5 ngõ 198 phố Thái Hà để tham khảo về các sản phẩm hai end đang có ở đây. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.